tay vuông góc với tờ giấy nha. Rồi chỗ nào mà thấy to quá thì mình nhẹ nhẹ cái tay ra cho nó xoay cỏ lên lên xuống xuống, đừng có để theo nó theo một hướng là nó bị đơ, đang bị hơi cứng ở chỗ này rồi. Mình sẽ dậm từ 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 từ. Có chỗ thì mình nghiêng qua trái, có chỗ thì nghiêng qua phải. Rồi mà cái cây này cho thấp xuống nha, đừng có cái cây nào chỗ nào cũng bằng bằng đều nhau nha. Nhìn thì tưởng dễ hết gì to vậy con.